luôn luôn làm gì. Dù thương tiếc khi không làm gì thì xin chào các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Hôm nay thì em sẽ mời các bác cùng em thưởng thức bài karaoke qua những sản phẩm âm thanh hàng VIP chính hãng. Đầu tiên thì để em sẽ giới thiệu đến các bác một bộ dàn của một bác khách đặt của bên Hiếu Minh. Đó là anh Trung, có địa chỉ là thôn 14 xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, với số điện thoại là 0972273079. Anh Trung đặt của bên em hai sản phẩm, đó là một chiếc đẩy 4 kênh có model là DB4.10. Chiếc đẩy này thì cho ra công suất là 1000W trên một kênh và chạy mạch class H. Rất là đẹp đúng không ạ? Màu đen rất dễ phối ghép. Mạch class H thì tiếng rất khỏe, phù hợp cho bộ sự kiện cũng như là bộ dàn gia đình dùng loa full, loa karaoke ạ. Và một chiếc vang số cao cấp của thương hiệu AP Tân Cường có model là S1000. Tổng sản phẩm hai sản phẩm của bác là 16.700.000. Có một điều cũng là rất là thiệt thòi cho anh Trung, đó là anh ở xa, cho nên là không như các bác ở gần Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì bọn em có thể là đến để set up tận nhà cho các bác, mà anh ở xa cho nên là thiệt thòi hơn các bác khách hàng khác là không được set tại nhà. Nhưng mà anh yên tâm là với bộ dàn của anh thì em đã nghiên cứu rất kỹ và set up các mốt chuẩn, cố gắng chuẩn nhất cho anh, và cũng như là sẽ hỗ trợ các anh chọn đời máy để set up từ xa cho bác, đó là bác yên tâm, chuyện cũng như anh Trung nhé. Và bây giờ thì em sẽ nhờ cô của em test một bài karaoke gửi tới tất cả các bác, cũng như là chúc khỏe anh Trung và toàn thể các bác đang theo dõi và yêu mến kênh Hiếu Minh Audio. Bây giờ thì xin mời các bác cùng thưởng thức một bài karaoke nhé.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.